Làm đẹp toàn bộ cho cô chú anh chị rồi đây. Mới chưa? Từ phần bô chống nóng. Và đây là cổ bô. Còn nguyên. Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều xem giá lại nhé. Dạ, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Lời nói đầu tiên cho Trần Anh xin chúc sức khỏe và một lời chào thân ái nhất. Kính thưa toàn thể tất cả các cô chú anh chị thân yêu, hôm nay Trần Anh vừa về một mẫu Camry form đầu đạn. Em được sản xuất năm 1998, nhập khẩu nguyên con nha cô chú anh chị nha. Đồng sơn đẹp chưa? Bạn xem nó một cổ áo màu xanh nha cô chú anh chị. Rất là ok luôn. Nội thất máy móc êm. Đây bà con ạ. Đi đô cho em nó nè. Hai cụm đèn thủy tinh. Đèn thủy tinh halogen nguyên bản của dòng form Camry đầu đạn. Xe này bên Trần Anh mua của một anh quân đội á. À, hai cụm đèn mới ken luôn. Đăng kiểm tháng 2 năm 2022 nha. Bên Trần Anh đưa qua công nghệ xử lý ấy, làm đẹp hàng đầu cho bà con cô bác rồi. Kết hợp là mâm đúc nè. Đây anh chị nè, mâm đúc nè, vỏ nè. Vỏ trước mới 90%, phần gầm nè. Gầm bệ cao ráo, không có dấu hiệu là mục mọt nha cô chú anh chị. Đây nè, giấy ra vào phòng cảnh sát sân bay Phan Rang nha. Đó, xe của cơ quan nhà nước người ta đang chạy. Nếu mà nói về ngoại hình thì em này cực kỳ là đẹp. Không đâm va, không cứng đụng. Dòng này thì chắc chắn với cô chú anh chị là hết sơn rin. Cho nên là cô chú anh chị đừng hỏi cho anh còn sơn rin hay không. Chủ nhà sơn lại nước sơn đẹp không? Khá là bóng bẩy nha cô chú anh chị. Ghế nè, dòng xe bản đủ. Bản GLI sẽ trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Máy lạnh Trần Anh đang mở nè. Đang kích hoạt luôn nha cô chú anh chị nha. Được chưa? Chúng ta có củ số rin. Vô lăng đi đôi là vô lăng 4 chấu biểu tượng của Toyota. Từ phần táp lô, táp bi liền lạc nè. Đó, trang bị màn hình, cam hành trình. Đầy đủ các tính năng rồi nha cô chú anh chị nha. Xe đẹp hay không cô chú anh chị nhìn phần táp lô nè. Táp lô cô chú anh chị ơi, những cái vân gai không? Không một tí có là phai mờ luôn. Ghế là ghế da nè. Xe sạch sẽ lắm, xe không lỗi nha. Không đâm va, không cứng đụng. Đời 98 thôi. Cũ cũ thôi. Nhưng mà rất là mạnh mẽ nha cô chú anh chị. Máy 2.2. Dòng này thì tiết kiệm nhiên liệu cũng cho bà con cô bác luôn. Đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị tầm 9 lít trên 100 km nha. Cỡ đó thôi. Áo nội thất đẹp không? Sạch sẽ lắm anh chị, coi phần tắp bi cửa nè. Những cái vân gai nè, da nè, nguyên bản nè, tay nắm nè. Keo chỉ lóc khóa dây an toàn. Keo chỉ hầu như hết 100% nha. Vỏ nè, vỏ sâu nè. Bốn vỏ mới tinh. Mâm là mâm đúc, đây là phần gầm. Đó, gầm bề chủ nhà cũng đã phủ Ceramic chống cục gầm rồi nha cô chú anh chị nha. Được chưa? Hai cụm đèn phía sau đèn vuông nguyên bản của dòng Toyota Camry bản GLI nha. Biểu tượng của Toyota là hai cụm đèn mới tinh luôn cô chú anh chị. Đèn rin theo xe luôn nha. Được chưa? Xe quá là chuẩn. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Mua về là bà con chỉ việc sử dụng thôi. Dòng này thì cực kỳ là bền bỉ cho cô chú anh chị qua thời gian và năm tháng. Hai bên nhìn sống gân đẹp như nhau nè, không có dấu hiệu đâm va và móp méo. Đây là phần ghế. Ghế sạch sẽ lắm. Trải nghiệm phần máy cùng với Trần Anh nè. Anh chị nè. Bắt đầu Trần Anh đề máy nè. Lắc nhẹ chìa khóa nổ máy rồi. Cục máy cực kỳ là êm ái. Đi đô cho em nó là dàn lạnh cơ. Và chúng ta sẽ có dàn lạnh rất là mát nha. Chỉnh gió nè. Ưu tiên nè. Anh chị nè. Trang bị màn hình cam dê. Đầy đủ các tính năng rồi. Đây là chế độ sông kính nha. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt rồi. Vô lăng 4 chấu trợ lực nè. Em này trợ lực cực kỳ là độc nha cô chú anh chị. Một cái còi này như nó bị hư rồi sao. Kết hợp chúng ta sẽ có gương chỉnh điện. Đó, bộ gương chỉnh điện khá là thông minh. Em này nguyên bản của em là trần nỉ nha. Tấm chống nắng trên trần còn nguyên bản nguyên rim chưa. Được chưa? Hệ thống đèn nè. Đèn báo sáng nè. Mạt tem nguyên bản nè anh chị nè. Đó, xe chuẩn xác lắm. Bà con lấy về chạy. Đi được 208.577 km rồi nha cô chú anh chị nha. Đồng hồ không có một dấu tích là lỗi lầm. Tua máy nổ đúng 1.000 vòng. Lên nè. Lên là lên. Lên là lên. 5.500 vòng cô chú anh chị thấy ngồi một chỗ mà đẹp cỡ này thì bà con tự cảm giác nha. Cục máy khá là mạnh mẽ. Được chưa anh chị ạ? À? Cốp sau.
đó, nội thất sáng tài lắm. Đây là phần cốp sau nè anh chị nè, phần cốp sau phía trong chúng ta sẽ có nỉ nha. Đây là nỉ cách âm nguyên bản của nhà sản xuất nha, nỉ là của chú chị keo chỉ hầu như rin hết 100%. Cốp sạch sẽ không đây bà con, khá là ok nè, không có một dấu hiệu là mục mọt nha cô chú anh chị nha. Hai bên đẹp, cực đẹp và cực kỳ là chuẩn chỉ. Chúng ta đi tiến về phần máy nha, đi tiến về phần máy của em nó. Dòng này thiết kế khá là thông minh, hỗ trợ cho em nó là hai tia nhúng tia lực nha cô chú anh chị, và đồng thời cục máy thì anh đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp toàn bộ cho cô chú anh chị rồi đây. Mới chưa, từ phần bô chống nóng và đây là cổ bô còn nguyên bản chưa, cục máy khá là sáng tài nha, máy êm lắm. Sử dụng toàn bộ 4 cây bếp full và chúng ta sẽ có dynamo sạc nha, dòng này nó sẽ cung cấp điện để nuôi toàn bộ cơ thể của em nó nha. Đệm cao su giá đỡ của thân máy nè, sử dụng toàn bộ qua dây loa kem, 4 máy thôi, 1, 2, 3, 4, 4 máy thôi, xe này không có đổ hơi đâu nha. Nè cô chú anh chị nè, máy móc chất lượng, xe này bao cô chú anh chị chạy đường dài, chạy dưới 1.000 km mà nằm đường thì xin mời cô chú anh chị hãy alo nhanh cho Trần Anh để trả xe nhanh còn kịp nha. Hai bên trụ đẹp như nhau rồi, hai bên lường nè, rất là chất, không đâm va, không đứng đục. Đây là dàn rin, dàn rin nguyên bản của em Camry, hộp bản chỉ dẫn cầu trì còn nguyên bản nguyên rin chưa, bô e, và chúng ta sẽ có cảm biến gió. Đây là ổ ga FI mới chưa. Anh chị thấy đời 1998 mà bên Trường Anh dọn dẹp cỡ này thì bao cô chú anh chị đi tìm nha, chắc chắn là không rồi, không có rồi. Máy nè, được chưa, máy khá là êm nha cô chú anh chị nha. Mạc tem nè, keo chỉ cho nó cabo nè, không một dấu hiệu là đâm vai móc méo chiếc xe đâu. Đó, bà con nào đam mê về mẫu Toyota Camry không đầu đèn này thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Xe không lỗi, không đâm va và không tính đụng nha. Máy móc bao chạy 1.000 km luôn, còn kịp nha cô chú anh chị. Ok chưa? Đồng sơn đẹp lắm rồi, vỏ đẹp lắm rồi, mua về chỉ việc sử dụng thôi. Tất cả mọi thứ hầu như là hoàn hảo khi bên Trần Anh đã dọn một mẫu xe cỏ cho bà con cô bác nha. Được chưa, gầm nè, anh chị coi kỹ gầm nha, gầm hàng nhập cực kỳ là rin, gầm là không phủ ceramic dưới gầm nha, ở gầm rin nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, không một tí gọi là mục mọt. Được chưa cô chú anh chị, cô chú anh chị thấy Trần Anh bán xe đẹp, like xe ủng hộ cho Trần Anh ô tô Đà Lạt Lâm Đồng. Và một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này thôi. Em see you and goodbye nha.